Lại nữa thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thị hiện sắc, không thị hiện thọ tưởng hành thức, không thị hiện nhãn xứ, không thị hiện nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, không thị hiện sắc xứ, không thị hiện thanh hương vị xúc pháp xứ, không thị hiện nhãn giới, không thị hiện nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, không thị hiện sắc giới, không thị hiện thanh hương vị xúc pháp giới, không thị hiện nhãn thức giới, không thị hiện nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, không thị hiện nhãn xúc, không thị hiện nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, không thị hiện các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không thị hiện các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, không thị hiện địa giới, không thị hiện thủy hỏa phong không thức giới, không thị hiện vô minh, không thị hiện hành thức, danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, không thị hiện bố thí ba la mật đa, không thị hiện tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, không thị hiện pháp nội không, không của các pháp nội tại, không thị hiện pháp ngoại không, không của các pháp ngoại tại, nội ngoại không, không của các pháp nội ngoại tại, không không, không của không, đại không, không lớn, thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, hữu vi không, không của các pháp hữu vi, vô vi không, không của các pháp vô vi, tất cánh không, không tối hậu rốt ráo, vô tế không, không không biên tế, tán vô tán không, không của sự không phân tán, bản tính không, không của bản tính tự nhiên tính, tự cộng tướng không, không của tự cộng tướng, nhất thiết pháp không, không của vạn hữu, bất khả đắc không, không của cái bất khả đắc, vô tính không, không của vô thể, cái không tồn tại, tự tính không, không của tự tính, vô tính tự tính không, không của vô thể của tự tính của cái không tồn tại, không thị hiện chân như, không thị hiện pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không thị hiện thánh đế khổ, không thị hiện thánh đế tập diệt đạo, không thị hiện bốn tịnh lự, không thị hiện bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không thị hiện tám giải thoát, không thị hiện tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không thị hiện bốn niệm trụ, không thị hiện bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không thị hiện pháp môn giải thoát không, không thị hiện pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không thị hiện tịnh quán địa, không thị hiện chủng tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa, bồ tát địa, như lai địa, không thị hiện cực hỷ địa, không thị hiện ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực năng thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa, không thị hiện năm loại mắt, không thị hiện sáu phép thần thông, không thị hiện mười lực của Phật, không thị hiện bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không thị hiện 32 tướng đại sĩ, không thị hiện 80 vẻ đẹp, không thị hiện pháp không quên mất, không thị hiện tánh luôn luôn xả, không thị hiện quả dự lưu, không thị hiện quả nhất lai bất hoàn a la hán, độc giác bồ đề, không chỉ ra tất cả hạnh đại bồ tát, không thị hiện chư Phật vô thượng chánh đẳng bồ đề, không thị hiện sự chuyển bánh xe diệu pháp, không thị hiện việc độ loài hữu tình, không thị hiện nghiêm tịnh cõi Phật, không thị hiện thành thục hữu tình, không thị hiện tất cả môn đà la ni, không thị hiện tất cả môn tam ma địa, không thị hiện trí nhất thiết, không thị hiện trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Thiện hiện, trong nghĩa sâu xa của bát nhã ba la mật đa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa, còn vô sở hữu bất khả đắc, huống nữa là sắc thọ tưởng hành thức cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể đắc hay thị hiện được. Lại nữa thiện hiện, tất cả hữu tình trong ba cõi, năm đường hoạt động nói năng, hoặc có sắc hoặc không sắc, hoặc có tưởng hoặc không tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng hoặc chẳng phải không tưởng, hoặc thế giới này hoặc vô lượng vô số vô biên thế giới khác trong mười phương, các hữu tình này, hoặc tâm tập trung hoặc tâm phân tán, hoặc thiện hoặc bất thiện hoặc vô ký, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, đều biết như thật. Thiện hiện, vì sao Như Lai ứng chánh đẳng giác,
Nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa đều biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình. Này thiện hiện do pháp tánh nên tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào là do pháp tánh mà Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, để biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình? Phật dạy: Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật pháp tánh trong pháp tánh còn vô sở hữu, bất khả đắc huống nữa, có hữu tình tâm tập trung, tâm phân tán, thiện bất thiện vô ký mà có thể đắc. Thiện hiện như vậy do pháp tánh nên Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, để biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, có thể biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình. Thiện hiện, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình? Thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, do tận tuệ quán vô thường nên lìa nhiễm, diệt đoạn, vắng lặng, viễn ly, và biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình. Khi ấy cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, do tận nên lìa nhiễm, diệt đoạn, vắng lặng, viễn ly, nên biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình? Phật dạy: Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các tánh tận lìa nhiễm, diệt đoạn, vắng lặng, viễn ly, trong tận còn vô sở hữu, bất khả đắc, huống nữa có hữu tình tâm tập trung, tâm phân tán, thiện bất thiện vô ký có thể đắc. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, do tận nên lìa nhiễm, diệt đoạn, vắng lặng, viễn ly, biết như thật tâm tập trung, tâm phân tán, hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc vô ký của các loài hữu tình. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình có tâm tham, tâm lìa tham, có tâm sân, tâm lìa sân, có tâm si, tâm lìa si. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình có tâm tham, tâm lìa tham, có tâm sân, tâm lìa sân, có tâm si, tâm lìa si. Phật dạy: Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm tham, như thật tánh chẳng có tâm tham, chẳng có tâm lìa tham. Vì sao? Vì trong như thật tánh, tâm và tâm sở pháp, tâm sở còn vô sở hữu, bất khả đắc, huống nữa có tâm tham, tâm lìa tham có thể đắc. Cũng biết như thật các loài hữu tình kia có tâm sân, như thật tánh chẳng có tâm sân, chẳng có tâm lìa sân. Vì sao? Vì trong như thật tánh, tâm và tâm sở pháp còn vô sở hữu, bất khả đắc, huống nữa có tâm sân, tâm lìa sân có thể đắc. Cũng biết như thật các loài hữu tình kia có tâm si, như thật tánh chẳng có tâm si, chẳng có tâm lìa si. Vì sao? Vì trong như thật tánh, tâm và tâm sở pháp còn vô sở hữu, bất khả đắc, huống nữa có tâm si, tâm lìa si có thể đắc. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, có thể biết như thật các loài hữu tình kia có tâm tham, có tâm sân, có tâm si. Thiện hiện,
Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia tâm lìa tham, như thật tánh chẳng có tâm lìa tham, chẳng có tâm tham. Vì sao? Vì trong như thật tánh, tâm và tâm sở pháp còn vô sở hữu bất khả đắc, huống nữa có tâm lìa tham, có tâm tham có thể đắc. Cũng biết như thật các loài hữu tình kia tâm lìa sân, như thật tánh chẳng có tâm lìa sân, chẳng có tâm sân. Vì sao? Vì trong như thật tánh, tâm và tâm sở pháp còn vô sở hữu bất khả đắc, huống nữa có tâm lìa sân, có tâm sân có thể đắc. Cũng biết như thật các loài hữu tình kia tâm lìa si, như thật tánh chẳng có tâm lìa si, chẳng có tâm si. Vì sao? Vì trong như thật tánh, tâm và tâm sở pháp còn vô sở hữu bất khả đắc, huống nữa có tâm lìa si, có tâm si có thể đắc. Này thiện hiện, như vậy Như Lai ứng chánh đẳng giác nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia tâm lìa tham, tâm lìa sân, tâm lìa si. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm tham sân si, chẳng có tâm tham sân si, chẳng có tâm lìa tham sân si. Vì sao? Vì hai tâm như thế không hòa hợp. Thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia tâm lìa tham sân si, chẳng có tâm lìa tham sân si, chẳng có tâm tham sân si. Vì sao? Vì hai tâm như thế không hòa hợp. Thiện hiện, như vậy Như Lai ứng chánh đẳng giác nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm tham, tâm lìa tham, có tâm sân, tâm lìa sân, có tâm si, tâm lìa si. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình có tâm rộng lớn. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm rộng lớn? Phật dạy: Thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm rộng lớn, không nhỏ, không thêm, không bớt, không đi, không đến. Vì sao? Vì tự tánh tâm xa lìa tất cả nên không lớn không nhỏ, không thêm không bớt, không đi không đến. Vì sao? Tự tánh tâm đều vô sở hữu, hoàn toàn bất khả đắc, nào có lớn, nào có nhỏ, nào có thêm, nào có bớt, nào đi có, nào có đến. Thiện hiện, như vậy Như Lai ứng chánh đẳng giác nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm rộng lớn. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình có tâm rộng lớn. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm rộng lớn? Phật dạy: Thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm rộng lớn, không nhỏ, không đi, không đến, không sanh, không diệt, không trụ, không khác, không nhiễm, không tịnh. Vì sao? Vì tự tánh tâm xa lìa tất cả nên Phật không thấy tâm có lớn, có nhỏ, có đi, có đến, có sanh, có diệt, có trụ, có khác, có nhiễm, có tịnh. Vì sao? Vì tự tánh tâm đều vô sở hữu, hoàn toàn bất khả đắc, nào có lớn, nào có nhỏ, nào có đi, nào có đến, nào có sanh, nào có diệt, nào có trụ, nào có khác, nào có nhiễm, nào có tịnh. Thiện hiện, như vậy Như Lai ứng chánh đẳng giác nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm rộng lớn. Lại nữa thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình có tâm vô lượng. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác nương Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm vô lượng?
Phật dạy thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm vô lượng, chẳng có lượng, chẳng vô lượng, chẳng trụ, chẳng không trụ, chẳng đi, chẳng không đi. Vì sao? Vì tự tánh tâm xa lìa tất cả, nên Phật không thấy tâm có lượng, có vô lượng, có trụ, có không trụ, có đi, có không đi. Vì sao? Vì tâm tánh vô lượng không chỗ nương tựa, thì làm sao nói có lượng, có vô lượng, có trụ, có không trụ, có đi, có không đi. Tự tánh tâm đây đã không chỗ nương tựa, cũng vô sở hữu, hoàn toàn bất khả đắc, thì làm sao có lượng, sao có vô lượng, sao có trụ, sao có không trụ, sao có đi, sao có không đi. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm vô lượng. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình có tâm vô kiến vô đối. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm vô kiến vô đối? Phật dạy thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm vô kiến vô đối, đều không có tướng tâm. Vì sao? Vì tất cả tự tướng của tâm là không. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm vô kiến vô đối. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình có tâm không sắc, chẳng thể thấy được. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm không sắc, chẳng thể thấy được? Phật dạy thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm không sắc, chẳng thể thấy. Ngũ nhãn, năm loại mắt của chư Phật cũng không thể thấy được. Vì sao? Vì tất cả tự tánh của tâm là không. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm không sắc, chẳng thể thấy được. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loại hữu tình có tâm và tâm sở pháp, hoặc ra khỏi, hoặc chìm đắm, hoặc co, hoặc duỗi. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm và tâm sở pháp, hoặc ra khỏi, hoặc chìm đắm, hoặc co, hoặc duỗi? Phật dạy thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình kia ra khỏi, chìm đắm, co duỗi, đều nương sắc thọ tưởng hành thức phát sanh. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật tâm, tâm sở pháp của các loài hữu tình kia, hoặc ra khỏi, hoặc chìm đắm, hoặc co, hoặc duỗi. Nghĩa là các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật tâm, tâm sở pháp của các loài hữu tình kia, ra khỏi, chìm đắm, co duỗi, hoặc nương sắc chấp ngã và thế gian thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương sắc chấp ngã và thế gian vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương sắc chấp ngã và thế gian cũng thường cũng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương sắc chấp ngã và thế gian chẳng thường chẳng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương thọ chấp ngã và thế gian thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương thọ chấp ngã và thế gian vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương thọ chấp ngã và thế gian cũng thường cũng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối.
hoặc nương thọ, chấp ngã và thế gian chẳng thường, chẳng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương tưởng, chấp ngã và thế gian thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương tưởng, chấp ngã và thế gian vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương tưởng, chấp ngã và thế gian cũng thường, cũng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương tưởng chấp ngã và thế gian chẳng thường chẳng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương hành chấp ngã và thế gian thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương hành chấp ngã và thế gian vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương hành chấp ngã và thế gian cũng thường cũng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương hành chấp ngã và thế gian chẳng thường chẳng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương thức chấp ngã và thế gian thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương thức chấp ngã và thế gian vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương thức chấp ngã và thế gian cũng thường cũng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương thức chấp ngã và thế gian chẳng thường chẳng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương sắc chấp ngã và thế gian hữu biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương sắc chấp ngã và thế gian cũng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương sắc chấp ngã và thế gian cũng hữu biên, cũng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương sắc chấp ngã và thế gian chẳng hữu biên, chẳng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ chấp ngã và thế gian hữu biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ chấp ngã và thế gian vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ chấp ngã và thế gian cũng hữu biên cũng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ chấp ngã và thế gian chẳng hữu biên chẳng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng chấp ngã và thế gian hữu biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng chấp ngã và thế gian vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng chấp ngã và thế gian cũng hữu biên cũng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng chấp ngã và thế gian chẳng hữu biên chẳng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành chấp ngã và thế gian hữu biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành chấp ngã và thế gian vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành chấp ngã và thế gian cũng hữu biên cũng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành chấp ngã và thế gian chẳng hữu biên chẳng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức chấp ngã và thế gian hữu biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức chấp ngã và thế gian vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức chấp ngã và thế gian cũng hữu biên cũng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức chấp ngã và thế gian chẳng hữu biên chẳng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương sắc chấp mạng căn tức thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương sắc chấp mạng căn khác thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ chấp mạng căn tức thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ chấp mạng căn khác thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng chấp mạng căn tức thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng chấp mạng căn khác thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành chấp mạng căn tức thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành chấp mạng căn khác thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức chấp mạng căn tức thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối.
hoặc nương thức chấp mạng căn khác thân, đây là chấp thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương sắc chấp Như Lai sau khi chết có tái sanh, đây là chấp thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương sắc chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, đây là chấp thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương sắc chấp Như Lai sau khi chết cũng có tái sanh, cũng không tái sanh, đây là chấp thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương sắc chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, chẳng phải không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ chấp Như Lai sau khi chết có tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ chấp Như Lai sau khi chết cũng tái sanh, cũng không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, chẳng phải không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng chấp Như Lai sau khi chết có tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng chấp Như Lai sau khi chết cũng có tái sanh, cũng không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, chẳng phải không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành chấp Như Lai sau khi chết có tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành chấp Như Lai sau khi chết cũng có tái sanh, cũng không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, chẳng phải không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức chấp Như Lai sau khi chết có tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức chấp Như Lai sau khi chết cũng có tái sanh, cũng không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, chẳng phải không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật tâm và tâm sở của các loài hữu tình kia, hoặc ra khỏi, hoặc chìm đắm, hoặc co, hoặc duỗi. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật về sắc, cũng biết như thật về thọ tưởng hành thức. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật về sắc, cũng biết như thật về thọ tưởng hành thức? Phật dạy: Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật về sắc, như chân như, không biến đổi, không phân biệt, không tướng trạng, không tác dụng, không hí luận, không sở đắc, cũng biết như thật về thọ tưởng hành thức, như chân như, không biến đổi, không phân biệt, không tướng trạng, không tác dụng, không hí luận, không sở đắc. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật về sắc, cũng biết như thật về thọ tưởng hành thức. Lại nữa, thiện hiện năm uẩn chân như, tức hữu tình chân như, tức ra khỏi, chìm đắm, co duỗi chân như, ra khỏi, chìm đắm, co duỗi chân như, tức năm uẩn chân như, năm uẩn chân như, tức 12 xứ chân như, 12 xứ chân như, tức 18 giới chân như, 18 giới chân như, tức tất cả pháp chân như, tất cả pháp chân như, tức sáu pháp ba la mật đa chân như, sáu pháp ba la mật đa chân như, tức 37 pháp phần bồ đề chân như, 37 pháp phần bồ đề chân như, tức 18 không chân như, 18 không chân như, tức 8 giải thoát chân như, 8 giải thoát chân như, tức 8 thắng xứ chân như, 8 thắng xứ chân như, tức 9 định thứ đệ chân như, 9 định thứ đệ chân như, tức 10 lực Như Lai chân như,
Mười lực Như Lai chân như, tức bốn điều không sợ chân như. Bốn điều không sợ chân như, tức bốn sự hiểu biết thông suốt chân như. Bốn sự hiểu biết thông suốt chân như, tức đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả chân như. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả chân như, tức 18 pháp Phật bất cộng chân như. 18 pháp Phật bất cộng chân như, tức trí nhất thiết chân như. Trí nhất thiết chân như, tức trí đạo tướng chân như. Trí đạo tướng chân như, tức trí nhất thiết tướng chân như. Trí nhất thiết tướng chân như, tức thiện pháp chân như. Thiện pháp chân như, tức bất thiện pháp chân như. Bất thiện pháp chân như, tức vô ký pháp chân như. Vô ký pháp chân như, tức thế gian pháp chân như. Thế gian pháp chân như, tức xuất thế gian pháp chân như. Xuất thế gian pháp chân như, tức hữu lậu pháp chân như. Hữu lậu pháp chân như, tức vô lậu pháp chân như. Vô lậu pháp chân như, tức hữu vi pháp chân như. Hữu vi pháp chân như, tức vô vi pháp chân như. Vô vi pháp chân như, tức quá khứ pháp chân như. Quá khứ pháp chân như, tức vị lai pháp chân như. Vị lai pháp chân như, tức hiện tại pháp chân như. Hiện tại pháp chân như, tức dự lưu quả chân như. Dự lưu quả chân như, tức nhất lai quả chân như. Nhất lai quả chân như, tức bất hoàn quả chân như. Bất hoàn quả chân như, tức a la hán quả chân như. A la hán quả chân như, tức độc giác bồ đề chân như. Độc giác bồ đề chân như, tức tất cả hạnh đại bồ tát chân như. Tất cả hạnh đại bồ tát chân như, tức chư Phật vô thượng chánh đẳng bồ đề chân như. Chư Phật vô thượng chánh đẳng bồ đề chân như, tức tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác chân như. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác chân như, tức tất cả hữu tình chân như. Thiện hiện hoặc tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác chân như, hoặc tất cả hữu tình chân như, hoặc tất cả pháp chân như. Không hai, không hai xứ là một chân như. Chân như như vậy không khác biệt, nên không hoại, không tận, không thể phân biệt. Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chứng rốt ráo tất cả pháp chân như, mới được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do đó nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thường sanh chư Phật là mẹ chư Phật, thường chỉ thật tướng thế gian cho chư Phật. Thiện hiện, như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hiểu biết như thật tất cả pháp chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác. Do hiểu như thật tướng chân như, nên gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chứng đắc tất cả pháp chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, rất là sâu xa, khó thấy, khó hiểu. Bạch Thế Tôn, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều dùng tất cả pháp chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác để chỉ rõ phân biệt chư Phật vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bạch Thế Tôn, tất cả pháp chân như sâu xa ai có thể tin hiểu, chỉ có bậc đại bồ tát bất thối và a la hán lậu tận đầy đủ chánh kiến nghe Phật thuyết pháp chân như sâu xa này mới có thể sanh lòng tin hiểu được. Như Lai vì họ nương vào tướng chân như tự chứng để chỉ rõ phân biệt. Phật dạy thiện hiện đúng vậy như ông đã nói. Vì sao thiện hiện? Chân như vô tận nên sâu xa chỉ có Như Lai chứng đẳng chánh giác vô tận chân như. Cụ thọ thiện hiện thưa Phật, bạch Thế Tôn, nhờ đâu ngài chứng vô tận chân như? Phật dạy thiện hiện, Phật nhờ chân như nên chứng vô tận chân như như vậy. Cụ thọ thiện hiện thưa Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai chứng vô tận chân như thế nào? Phật dạy, này thiện hiện, chứng tất cả pháp vô tận chân như. Thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác chứng đắc tất cả pháp vô tận chân như nên đạt được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì các loài hữu tình phân biệt chỉ rõ tướng tất cả pháp chân như, do đó nên gọi là đấng thuyết pháp chân thật.